2. Đó là DE nhân CD bằng DF nhân BD. Khi các bạn thấy cái tích này bằng cái tích này thì các bạn nghĩ ngay đó là kiếm hai tam giác đồng dạng. Thì ta ráp nè, ráp một đoạn này với đoạn này, vậy là DEF. DEF không được, nó thẳng hàng rồi. DEF nó thẳng hàng nè. Vậy mình sẽ DEB. DEB. Vậy là mình sẽ có là DCF, được chưa? DEB DCF. Vậy ta lấy hai tam giác đó, DEB DFC, được chưa? Vậy ta xét hai tam giác đó, xét hai tam giác DEB và tam giác DFC. DEB góc này vuông nha mọi người, DFC góc này vuông nha mọi người, và góc D1 này bằng góc D2, lý do đối đỉnh, được chưa? Vậy ta có góc DEB DEB bằng CDF CDF, lý do đối đỉnh. Và DEB thì phải bằng là DFC. DFC xin lỗi mọi người nha, DFC đó là bằng 90 độ nha mọi người, 90 độ xin lỗi mọi người, được chưa? Rồi tiếp theo EDB. EDB bằng CDF. CDF hai góc đối đỉnh, được chưa? Đó, đối đỉnh. Thì từ đó suy ra tam giác ED thiếu chi gì à? EDB đồng dạng với tam giác FD thiếu chi gì à? CFDC, trường hợp gập. Sau đó các bạn viết ba cái tỷ số ra, thì để viết cho nó đúng thì các bạn đánh số 1, số 2, số 3, số 1, số 2, số 3. 1 2 trên 1 2, vậy là ED trên FD bằng 1 3 EB trên FC. Đó, 2 3 là DB trên DC, được chưa? Đây gọi là tỷ số đồng dạng. Sau đó nhìn vào cái dữ liệu đề bài nè mọi người, DE có DE nè, được chưa? Rồi DC có DC nè, DF có DF nè, và DB có DB. Vậy ta viết lại hai cái tỷ số đó, D các bạn viết theo thứ tự nha, DE nè, DF nè, đó bằng DB BD, ở đây BD, DB với BD như nhau nha, vì độ dài là như nhau. Đây là CD. Vậy từ đây suy ra nhân chéo giúp lợi. Vậy mình sẽ là DE nhân CD bằng BD nhân DF, đều phải chứng minh. Ok mọi người.